Hào quang hằng chiếu của mười phương chư Phật, nội lực của tăng già tác phát yết ma kiết giới già lam, dựng lên tu viện vô biên hành, một mái nhà tâm linh Phật giáo, một cánh hoa nhỏ giữa vườn thiền văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Đại lễ động thổ, chương trình văn nghệ cúng dường, mời gọi yểm trợ hùng phước xây dựng tu viện vô biên hạnh với sự tham gia của các danh ca nghệ sĩ Hương Lan, Phương Hồng Thủy, Nguyễn Tâm, Nguyễn Đức Đạt, Thành Lễ, Quỳnh Trâm, Đồng Phương, nhóm Phật tử Đạo Tâm, nhóm múa Sen Hồng Hải Ấn và sự xuất hiện của khách mời đặc biệt Ngọc Lan. Chương trình sẽ được tổ chức vào Chủ nhật ngày 18 tháng 7 năm 2021 tại Tu Viện Vô Biên Hạnh. Mọi thắc mắc xin gọi về số điện thoại 808 546 9585.